Review các loại kéo mà Ri có nè. Cây này hôm trước khoe rồi he. Ưu điểm là nhỏ mà bén, thu lại gọn hơ luôn. Còn em này là kéo con nít, cắt được các loại viền khá là xinh, mà giấy thôi chứ vải đồ không có cắt được đâu. Còn cây này á, nó là dạng bút và nó có một cái đầu dao trổ giấy như vậy, bén vừa phải thôi chứ không có bén như cái loại lưỡi sứ và không linh hoạt cho lắm. Phần kéo cắt á, thì mình mở ra giống cái loại đầu nè, bén nhưng mà tại vì không sọt ngón vô được nên cắt cái đường cong nó không có linh hoạt nha. Loại này thì nó cơ bản á, nhưng mà tại vì trong suốt xinh nên là ai thấy cũng mua, nhưng mà Ri báo trước nó hơi bị cứng nha và cắt một chút là đau ngón à. Chê, làm prop chụp hình thì ok. Lại là một dạng kéo thu gọn khác nhưng mà rất là cute luôn. Ri thích cái cây này hơn cái dạng bút hồi nãy á, thấy cắt thích tay hơn mặc dù cũng không có quá linh hoạt. Cuối cùng là chân ái kéo đồi mồi đây, Ri mua hẳn 3 cây luôn tại sợ lúc cần kiếm không ra. Cán kéo thoải mái cho ngón vào hoạt động, kéo bén và quan trọng là cái phần mũi cũng bén luôn, cắt tỉa giấy cực kỳ linh hoạt. Có ai mê kéo này giống Ri không?